Hello, xin chào thầy các bác ha, lại là thằng em đây ha. Rồi bữa nay em bán thêm mấy cái phụ tùng máy giặt đó. Các bác coi được cái gì mua ủng hộ em nha. Rồi đèn là giá có 63.000 cái nha các bác. Đó, hàng là chất lượng nha các bác. Rồi tiếp tục là tới ốp shop an toàn của xe lưng người Vĩnh Hưng Thốc á. Có 50.000 cái à. Bên em là dịch vụ vận chuyển trên toàn quốc nha các bác. Rồi lên xe đi anh. Rồi gương máy giặt là có hơn 100.000 thôi, em quên máy, quên giá rồi. Rồi các bác nào mà cần mua hàng á, thì liên hệ cho em qua số là 0799090919 nha. Rồi gương bờ DC70 Blue đây, 230 mấy ngàn cái à. Đó, gương DC70 Blue nha. Quá chuẩn, quá ok. Rồi tiếp tục tới bạc che nắng hứng lúa, 210 mấy 20 ngàn gì đó, 215 20 gì đó, em quên rồi. Các bác nào mà cần á, thì liên hệ qua số hotline là 0799090919 nha. Anh em nào được thì ủng hộ em nha, ngửi món thôi cũng vui lắm rồi. Hàng bạc mai về cho các bác nha, về dặn ha. Đó, rất là ok, về là ốm vô cái đập dẹp cái đầu lại cái lại gian như vậy là về chạy. Rồi em cảm ơn các bác nhiều lắm nha. Bác nào mà quan tâm mua hàng thì liên hệ em. Rồi, chào, hẹn lại các bác vào video ngày mai.